bên từ Mỹ về và mình về để gia hạn visa. Tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm về một năm mình học tại Mỹ. Về đầu tiên thì mình qua học tại trường EF San Francisco. Thì tại San Francisco là thành phố lớn thứ hai tại Mỹ. Mình đã học được rất nhiều từ thành phố đó về những nơi để các bạn đi du lịch, đi học hỏi với các bạn cùng lớp. Và trường nằm gần bên biển và khu du lịch sau giờ học bạn có thể đi ra ngoài ngồi nói chuyện với bạn bè, hoặc là tại lớp các bạn thì sẽ có những cái đề tài về thầy cô cho mình ra ngoài và sau đó tả lại những gì mình thấy, những gì mình nghe, những gì mình cảm nhận được từ cái chuyến học ngoại khóa đó. Thì tại trường EF thì là trường quốc tế, cho nên là hầu hết tất cả học sinh từ các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Á, rồi là các nước từ Nam Mỹ cũng có. Mới qua thì mình học thì EF thì người ta cũng chu cấp cho mình học tại cái ở tại cái dân địa phương. Thì tại đó thì người ta ăn, mình ăn uống ở thì đã có dân địa phương lo cho mình về chỗ ở, cũng như ăn buổi sáng và tối. Còn buổi trưa thì mình đi học trên trường, về thì ăn trưa với các bạn bè gần trường. Ở nhà của cái dân bản xứ thì người ta là người Philippines, cho nên là cũng có một nét gì đó về văn hóa giống như ở Việt Nam mình. Về cuối tuần thì người ta hay mở tiệc, mời bạn bè tới và có hát karaoke nữa. Mình ở cùng phòng với lại bạn người Hàn Quốc và cũng có một bạn ở cùng nhà là người Nhật Bản. Thì ba đứa mình thì chơi rất là thân và hay rủ nhau đi học, cũng như là hay rủ nhau đi du lịch. Có một lần thì cái chị Hàn Quốc chỉ cần về nước, và cái đợt đó thì ba đứa đã lập lên một kế hoạch để đi du lịch tại Yosemite Park. Công viên này thì là rất là nổi tiếng trên thế giới và rất là to. Mình phải đi trên cái núi cao rất là cao, và cũng như là ngoài đó thì mình cũng biết là đi thì cần phải chia sẻ với nhau, cũng cần phải lập kế hoạch trước, phải chi phí bao nhiêu, cần đi đâu trước, rồi ở tại đâu. Nói chung là mình phải lập kế hoạch trước và học hỏi được rất nhiều từ các bạn ấy. Từ cái khó khăn của mình là về ăn uống. Lúc đầu thời gian nào mình quen, nhất là tuần đầu tiên mình rất là thèm phở Việt Nam. Và mình vô một cái tiệm phở Việt Nam ở cái khu downtown ở San Francisco luôn. Thì một tô phở của nó là 10 đồng và chưa tính thuế. Rồi sau khi bạn ăn bạn phải tip là 20% đó nữa. Nhưng mà bạn biết là tô phở Mỹ và tô phở Việt Nam thì giá trên lệch không nói rồi. Để dạy rồi mình ăn cái tô phở nó lại không có giống như ở Việt Nam mình nữa, rất là khó ăn. Và phần mình ở, một phần nữa là mình ở chung với lại người bạn xứ, thì người ta là người Philippines, cho nên là về cách nấu cũng hơi khó ăn. Là đúng là người ta không có thời gian nhiều, người ta nấu một lần chỉ một tuần chỉ có một lần thôi, và một tuần cũng đi siêu thị một lần. Và người ta cũng mua gà, gọi là gà quay đó, rồi gà công giống như gà của mình quay. Rồi người ta nấu, người ta bỏ, chủ nhật người ta nấu xong người ta bỏ sẵn trong tủ lạnh. Mình ăn bao nhiêu thì mình múc ra bấy nhiêu. Nhiều khi thì mình về nhà thì người ta cũng làm salad thì mình ăn với lại rang nước sốt. Hàng ngày thì mình thấy là một tuần chứ phải 3 bữa salad. Rồi ngoài salad ra thì cũng có cơm với lại thịt gà. Nói chung ở San Fran thì mình thấy ăn gà nhiều. Tại vì phần nhà mình, hai cô chú đó thì cũng dạng như cũng muốn
là không muốn ăn thịt bò, thịt heo nhiều cho nên là chỉ ăn gà thôi. Và hai cô chú đó thì cuối tuần hay chở mình và các bạn cùng phòng cùng nhà đi siêu thị. Và thời gian đầu là do tụi mình chưa biết gì hết, nhưng mà sau đó thì tụi mình đã tự đi, tự bắt xe bus đi. Về xe bus ở San Francisco thì một lần một chuyến đi từ nhà thì bạn tùy nơi bạn ở thì bạn phải đổi nhiều khi cũng 2 chuyến hay 3 chuyến xe bus, nhưng mà cái xe bus đó nó sẽ cho bạn thời gian là 1 tiếng rưỡi, mà bạn đóng tiền thì khoảng 2 đồng, thì có 2 đồng. Và 1 tiếng rưỡi đó thì có thể bạn đi học, sau đó bạn về thì lại 2 đồng nữa. Trung bình một ngày bạn đi, nếu mà từ trường đi học và từ trường về thì có 4 đồng. Nếu mà bạn còn đi siêu thị với lại các bạn bè, nếu mà bạn trong vòng 1 tiếng rưỡi đó bạn về nhà thì cái bớt đó thì bạn không có tính. Nếu mà bạn qua cái giờ đó rồi á thì bạn phải trả thêm bớt nữa. Cũng có nhiều bạn là phải đi subway để đi học. Về subway thì giá thì nó có mắc hơn bớt một chút, nhưng mà subway thì lại đi nhanh. Và subway thường các bạn hay ở xa thì đi subway, còn mình thì mình ở trong thành phố luôn, cho nên là mình chỉ có đổi 2 chuyến xe bus mỗi ngày. Từ 6 tháng học xong 6 tháng tại ES San Francisco thì mình chuyển qua trường college tại Chicago. Thì tại nơi này thì mình đã chuyển ngành qua học nursing. Tại trường đó thì mình được các tư vấn về tư vấn chọn ngành, cũng như là tư vấn cho mình các bước, các môn khi mà mình đầu tiên vô năm học. Trước tiên vô thì mình phải lấy bài test để coi thử mình có đủ cái khả năng tiếng Anh vào không, và nếu bạn không đủ thì mình phải học thêm 1-2 lớp nữa. Còn nếu bạn đã đủ rồi thì mình sẽ vô chuyên ngành và tư vấn sẽ cho bạn biết những môn nào bạn nên học trước. Về các lớp mình lấy thì phần đông là mình học chung với người bạn xứ. Sinh viên quốc tế thì người ta rất là năng động, cũng như là rất là hòa nhập vào cuộc sống, cho nên mình cũng học hỏi được rất nhiều từ các bạn ấy. Mình cũng có gặp một vài học sinh người Việt Nam mình. Mình cũng không có thời gian để nói chuyện với nhau, tại vì mình phải chuyển lớp. Mỗi lớp thì cách nhau có 5 và 10 phút thôi, tại vì cái công viên trường rất là rộng, bạn phải đi tìm cái lớp của mình nữa. Rồi tại trường rất là nhiều môn thể thao như là bơi lội, tennis, nhảy, và khuôn viên trường rất là rộng. Bạn có thể mình vừa học và vừa chơi thể thao. Về thời gian đầu thì lúc mình học mình chỉ hiểu cỡ 50-60%, nhưng mà sau đó về đọc thêm cái giáo án của giáo viên nữa, và không có gì thì bạn có thể lên hỏi thầy cô ở đây. Và thầy cô rất là thân thiện, rất là có thể giúp đỡ bạn bất cứ lúc nào. Ở trên phòng, người ta có cái phòng gọi là cái phòng bảo trợ cho sinh viên quốc tế, thì bạn có thể tới đó nếu bạn có những cái gì thắc mắc. Và cũng có một cái ban trong trường là sinh viên quốc tế và có Việt Nam, riêng cho Việt Nam nữa. Và có các anh chị đi trước, nếu bạn cần giúp đỡ gì bạn có thể liên hệ với các anh chị ấy. Về ví dụ như về các tiệm ăn, hay là những cần đi, hay là cần học sách vở bạn mua ở đâu cho rẻ. Và những cái bài tập thì cái gì bạn không hiểu bạn cũng có thể hỏi các anh chị ấy. Rồi thời gian cuối tuần thì mình và các bạn hay đi, chúng mình thì hay chọn những cái chỗ du lịch gần chỗ mình học, giống như đi các hang núi, đi các thác suối, cũng như là đi các khu mua sắm. Và mình mong là những cái chia sẻ vừa rồi có thể giúp ích cho các bạn về một du học sinh sống tại Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.